chiều cao của chị tây một mấy 60 trở lên, và chị là người thì chị mới có thể là lấy ha, chị mới là eo 80 được nha. Eo 80 nó rất là nhỏ nha mấy chị, sau với 1 ký nha, em thật với chị luôn. Ok, chị học định luôn cho em 2XL là em mấy chị nè, 2XL là eo từ 82 đến 86 ấy, từ 82 đến 86 nha, chính xác là 79 luôn đó hả. Dạ. XL rồi, chị mặc XL thôi mà nhớ chính xác nha. Để em chỉnh eo chỉnh tạm thôi, và chỉnh cho eo 79 thì không thể nào mặc 2XL, nó sẽ bị rộng nha mấy chị ơi, thật luôn. Eo 79 thì làm sao mà mặc 2XL được, 2XL từ eo 82 đến 86 đây, chị coi đúng không? Người ta cao, người ta xanh, trẻ mà.